Khi mà mình kéo cái này thì mục đích của mình là mình cân bằng cái ánh sáng lại cho nó sáng tối, cho nó nhẹ lại. Tại vì cái màu này mình làm thì mình sẽ chỉnh ba cái kênh này, nó tác động ba kênh này ảnh hưởng rất là nhiều, thì sau này nó sẽ trong lại sau và mình sẽ đưa contrast lên khi mà mình làm vụ cái ảnh này. Đấy. Khi mà đưa contrast lên nó trong lại ha. Trong lại. Rồi. Coi bước này sơ sơ qua đi, reset. Rồi. Này với cái ảnh mà nó dạng gọi là gì ma mị này thì rõ ràng màu nó sẽ bị mất hết. Mình sẽ lấy lại những cái màu, mình sẽ giữ lại màu cam và màu đỏ trên cái gương mặt và ảo này luôn này thôi. Thì mình kéo xuống đây, kéo xuống như này, mình kéo hết cái mấy màu này, giảm hết đi màu vàng trên tấm hình, màu xanh tấm hình, blue anh ta, màu magenta. Màu magenta thì ở đây nó sẽ ảnh hưởng tới cái môi, mình coi nha. Đây môi thì mình sẽ kéo ít thôi. Rồi hiện tại cái màu magenta này mình kéo như đây thôi. Khi mình kéo như vậy thì nó bị mất tóc rồi, mình trả về lại đi. Đào lại để mình coi sao đó. Coi. Rồi. Hiện tại giờ mình kéo ba cái thanh này thì những cái thanh màu đây thì nó mất hết trơn rồi, màu ra này. Nó ra là trắng đen hết trơn rồi. Nó chỉ còn lại màu màu đỏ với màu cam này với màu đỏ thôi. Đây hai màu này. Giờ mình sẽ giảm một chút luôn. Mình sẽ chỉnh cho màu nó tối xuống chút luôn. Và đặc biệt các bạn chỉnh những cái thường cái mấy áo đỏ này hay hay bị bệt lắm. Cho nên thường thường mình thấy cái ánh sáng với lại cái hình như dòng máy Nikon nó vẫn có và Canon nó cũng có, những trường hợp các bạn chụp mà ánh sáng nó không đủ quá sao nó hay bị bệt, nó áo đỏ là hay bị bệt. Cho nên mình cân nhắc cái này nhiều để nó giữ được chi tiết. Mình kéo cái màu này xuống thì rõ ràng nó những cái màu tím trên cái tấm hình nó màu blue nó tối xuống theo luôn. Thì cái chỗ này màu magenta, môi tối xuống xíu luôn. Rồi khi mình chỉnh tới đây thì mình thấy cái màu tím này, màu magenta ngay mũi cái lỗ tai nó bị ám này. Bây giờ mình sẽ kéo qua cái phần mình chỉnh màu magenta ở đây, hơi này, bạn hơi này mình kéo cho nó đi về đỏ nè, còn thấy không, kéo về đây thì nó tím, về đây đỏ, mình kéo nó đỏ đi, kéo nó đỏ rồi để cho nó chìm vào cái màu của nó cái đó đây. Rồi hiện tại giờ nó đã còn hai cái màu thôi. Giờ còn lại mình sẽ làm những cái vùng tối này ra màu xanh xanh tím tím để cho nó ra cái màu hơi ma mị. Nó bắt đầu mình cần cái màu này, cần cái màu này. Đây mình sẽ chọn cái hệ ba màu này trước, mình sẽ kéo cái vùng sáng xuống một chút.
đẩy vùng highlight lên. Đẩy vùng shadow lên cho nó mờ mờ chút. Rồi sau đó mình để tạm thời cái vùng tối này nè, mình để tạm thời mình để vậy mình coi đi ha. Lát nữa mình chỉnh hai ba cái màu kia, red và gen xong là mình mới muốn cho nó mờ bao nhiêu, nó mù đục bao nhiêu thì mình kéo sau. Các bạn đợi mình xíu nha. Thì đây cái bức ảnh của nó là mình, các bạn hãy tưởng tượng ở màu highlight này nó có một chút xanh xanh, thì trên cái kênh red này, trên cái kênh red này mình sẽ kéo cái vùng này xuống một chút, mình giữ màu xanh là lại và cái màu trung tâm nó mình đưa lên. Tối vùng vùng tối chắc chắn mình cho xuống tối rồi. Này khi các bạn kéo là thì giờ mình nhìn sơ sơ ra mình thấy chỗ này nó xanh xanh không, chỗ highlight xanh xanh đó, chỗ này xanh xanh không, nhưng cái vùng này nó ám đỏ, nhưng vùng tối nó ám xanh tối mà màu tối xuống. Đây mình cho lên chút. Mình cho cái màu tối xanh nhiều luôn nè, tại vì mình sẽ còn hai kênh kia nữa mình kéo ra mình chỉnh sửa cái này sau. Đưa cái vùng highlight lên xanh các bạn thấy không? Đưa cái vùng highlight của cái bức ảnh này thì mức độ xanh mình để tạm thời vậy đi. Kéo qua đây. Cái blue này thì mình cho ít thôi. Mình cho vùng shadow này tối xuống đắt hình lên. Rồi các bạn xem lại cái khúc này coi. À, xem lại này. Đó. Đẩy này tím lên chút. Rồi. Tạm thời nó có màu shadow thì nó gọi là đây, nâu nâu tím tím đỏ vậy này. Còn cái màu highlight nó đây khi màu da nó nghiêng về vàng vàng xanh xanh. Màu đỏ thì nó đậm đà lên.
Rồi mình sẽ cân chỉnh nó lại cái màu đỏ này chút xem sao. Yes. Cho nó xanh chút chút. Các bạn để ý khi mình kéo xanh xuống này, thế mình nhích nhẹ nhích lên này. Các bạn coi những vùng này với vùng này này. Không. Đó, đỏ này. Đó, để ý, đây ha, để ý đây này. Vùng áo đây này, vùng ở đây này. Nó xanh xanh này. Đẩy lên là hồng hồng không? Xanh, ok. Đây mình đưa lên. Rồi. Rồi tới đây rồi, nó gần như là ra cái màu mà mình mong muốn rồi. Bây giờ mình sẽ dùng cái bảng này mình phủ màu mình thử coi như thế nào ha. Màu để mình coi phủ màu ra mà nó chưa được thì mình sẽ tiếp tục. Mình tiếp tục nó mình chỉnh thêm. Giờ đây là màu highlight của nó là màu xanh xanh này. Nó khoảng tầm 36 rồi. Ở 10 đi. Ở đây là ai không sống xanh xanh coi. Cho là 20 đi. Đó. Nó khi mình phủ màu xanh ở shadow này vô xanh nữa này. Không. Ở đây mình cho khoảng 25 đi. Rồi đến cái phần ở đây. Thì bây giờ cái hình này hiện tại giờ nó bị ám màu xanh đây là nhiều quá mà mình muốn màu nó cái da này nó tươi lên chút nữa thì giờ mình sẽ đẩy nhiệt độ cao lên mình coi nha. Đẩy lên cho nó ấm lên. Đẩy nhiệt độ cao lên này. Đó, ấm thấy chưa? Mà đẩy hiện tại nó lạnh quá mà đẩy lên ấm lên. Rồi. Khi ấm lên thì màu da nó lại về vàng vàng lại rồi và màu ở ở shadow này nó mất cái màu xanh bớt rồi. Bây giờ mình cân chỉnh lại. Mình phủ này về lại đây. Đây lạnh lạnh đây. Rồi bây giờ cái màu khi mình phủ cái màu này về kéo cái này về đây là đỏ này là nó ăn ở trên này nhiều và kéo cái này về dưới này là nó ăn cái màu dưới này nhiều thì khi nào mình kéo về cho nó thấy hơi lạnh lạnh như vậy có xanh rồi có vàng rồi có cam ở đây cái màu da nó thì ở đây mình tầm cái 60 mình thấy là vừa rồi. Bây giờ mình sẽ tiếp tục đến làm cái phần hạt của cái tấm hình này. Thì giờ cái tấm hình này bản chất là mình chụp đã lên nét rồi này, có hạt sẵn rồi. Giờ mình làm một phim này thì mình ăn da một chút thôi chứ không có gì hết. Ở đây xem mình kéo sẽ nét lên nữa, nét lên, bất kỳ mình kéo lên chút luôn. Rồi thì cái này cái phần da này tùy theo cái cảm nhận mỗi người thôi. Phần da này các bạn muốn kéo mất kinh lên mịn thì mịn, mà muốn hạt thì nó hạt. Các bạn retouch được hay thì các bạn có thể tăng tăng lên xong mình ra mình để tút lại nó cũng đẹp thôi. Bây giờ ở đây mình giảm bớt đi, mình không cần phải phải láng, mình muốn nó có hạt chút. Cái bạn cái lo này thì mình kéo lên luôn. Hai cái bạn remove này thì mình tăng lên ở đây remove này thì nó khử viền tím thôi. Giảm bấm luôn, bấm cái hình nó sáng cân hình lại luôn. Ok mình chọn hết. Đến lượt cái phần này thì mình cho nó tối xuống một chút. Rồi kéo tối xung quanh cái vùng này thì mình kéo tối xung quanh lại thôi không có gì hết. Cái vùng hạt này zoom hình để thấy khi làm hạt thì zoom hình lên để thấy hình cái hạt nó. Ok đây cho hạt cái này đi. Coi là hình gốc coi. À, thì cái phần hạt là mình thấy ở đây là này. Cái chỗ này để biết các bạn biết nó ở đó, cái phần gì, hình gốc mình chụp là hạt nó mềm mềm mại mà nhưng mà mình kéo nét lên quá. Nó sừng lên thì mình giảm nét lại chút. Cho nó chút mình chút mở đi chút. Rồi mình cho cái hạt này nó mờ chút luôn.
cao lên nhiều thì hạt này nó mờ đi ha. Cao sơ sơ thôi. Rồi đến đây mình cần cân tổng thể cái màu này cho nó được tươi một chút nữa. Giờ mình sẽ kéo cái màu đỏ này về về này, cộng màu đỏ tươi lên, nó giảm màu đỏ về màu hồng nhưng mà màu đỏ là tươi lên, màu cam lên luôn. Tươi lên luôn. Tươi lên luôn. Rồi hiện tại mình thấy cái chỗ này hơi bị xanh quá, mình muốn cho màu này hơi tím tím thôi. Bây giờ mình sẽ đưa cái này lên thành 15 đi, mình giảm đi về bớt đi. Rồi nó hơi bị xanh quá thì bây giờ mình sẽ giảm cái màu này, thì mình không muốn làm cái màu này xanh nhưng mà muốn làm nó hơi đen đen tím tím chứ không phải màu xanh. Mình sẽ vô đây, mình sẽ kéo lại cái vùng này xuống chút thôi. Đây nè, à, tím tím này thấy không? Mà để cái màu hoa lan lên xanh chút. Rồi mình coi lại cái vùng mấy cái vùng tối shadow đây, mình thấy nó tối thì mình cứ tăng lên một chút. Rồi mình vô vùng ở đây mình quay lại mình coi ở chỗ này tối nè, đẩy cái này lên chút nè, à, đẩy cái này lên mờ mờ chút nè. Đẩy cái vùng sáng này lên chút nữa nè, cho nó trực cái hình lên nè. Thì cái này mình kéo được cái không cái mức độ các bạn thích thôi nha, cho hình này cũng ra gần giống rồi, thì tùy theo mức độ mình muốn trong rực mạnh lên thì mình làm thôi. Rồi quay lại cái bảng Magenta này ở đây, thì bây giờ cái môi nó nhìn này nó đậm quá, thì hồi nãy mình đã nói rồi mình chưa kéo cái này, giờ mình kéo giảm coi sao. À, giảm này. Có lẽ mình cho ánh sáng lên chút. Rồi đến đây mình cảm thấy là màu khá ổn rồi. À, các bạn muốn tái đi một chút hay là tươi lên một chút thì các bạn thêm cái này thôi là được rồi. Cái này lên tươi nhưng mà cái này mình thanh xuống mình tái này hay chưa? Thì tùy theo cái các bạn thôi, muốn để vậy cũng được nữa, hoặc là ở đây mình muốn tái một chút thì mình kéo tái thôi. Đây. Mình trả cái này về lại này thì nó tươi lên lại này. Ha. Rồi. Ok, đến đây là mình thấy ổn rồi. Chào tạm biệt các bạn, hẹn các bạn lại cái video khác. Hy vọng các bạn dùng cái lệnh màu này các bạn áp dụng cho những cái hình khác, và cái mẹo của cái màu này thì chỉnh ba cái thanh này là quan trọng nhất thôi. Còn những cái màu này ở đây, những cái màu này ở đây thì rõ ràng mình muốn nó khi mà mình muốn nó mất màu hết luôn rồi, nó còn lại thì khi mình kéo cái vùng ở đây tối và xanh thì do tác động khi kênh red này này. Vùng vùng tối của nó là xuống xanh, à, vùng sáng của nó, vùng trung tâm nó ở đây mình giữ lại màu đỏ, nó giữ lại trung tâm ở đây, còn cái vùng highlight nó hơi xuống xuống xanh một chút. Rồi đến lượt cái vùng gen này cũng vậy luôn, vùng gen này thì khi mà mình đẩy cái màu đỏ xuống thì mình đẩy cái màu xanh ở đây lên, và cái này mình cho vùng tối này xuống để cho nó phủ bớt cái màu xanh của cái khi mà kéo nó là tối các bạn con này ha.
họ tím này nha, thì mình kéo xuống ở đây thì vùng shadow nó bớt tím và nó cộng cái mắt mình nhìn mình thấy nó vừa mà để. Còn ở đây nó có hai cái mã màu này, các bạn muốn về xanh lạnh thì các bạn kéo vào đây lạnh luôn. Đó, lạnh luôn. Đó, các bạn thấy cái màu xanh đó nhiều quá thì các bạn có thể giảm cái này lại cũng được này, giảm này lại chứ, giảm lại này. Hiện tại là nó 25, bây giờ mình giảm xuống còn 10 đi thì màu xanh nó cũng mất này nha. Giờ mình đưa về 23. Rồi, ok, xin chào tạm biệt các bạn, hẹn các bạn lại ở cái video khác.